Anh xin chào các em. Và ngày hôm nay anh sẽ nói với các em một cái phần. Đó là chúng ta cần phải học và ôn thi như thế nào trong cái khoảng thời gian là 7 ngày sắp tới, đúng không? Ngày 22 hôm nay chúng ta thi rồi. Và hôm nay là ngày 18, 19 rồi. Rất gần. Một khoảng thời gian cực kỳ gần. Và như thế các em phải có được cái kiến thức, cái kỹ năng, cái sức khỏe cần cho cái việc mà phục vụ cho chúng ta có được một bài thi tốt như thế nào. Thì bây giờ anh sẽ chia sẻ đây. Nghe này, nghe cho kỹ này, ok chưa? Việc đầu tiên của em đó là quan tâm tới sức khỏe. Không có sức khỏe, các em sẽ không có gì hết. Nghe anh nói chưa? Không có sức khỏe, bài thi của em làm con số 0. Nhiều bạn, anh đã từng thi 2 lần đại học rồi. Và anh thấy một điều hiển nhiên là có rất nhiều bạn chăm học. Học tới mức là 11, 12 giờ đêm, thậm chí 4 giờ đêm vẫn còn ngồi học, vẫn còn ngồi ôn thi. Sáng 6 giờ sáng, thức trắng đêm 6 giờ sáng, bắt đầu lọc cọc, lấy xe đi thi. Vậy thì liệu các em ôn thi như thế nó có tốt hay không? Nó có đạt hiệu quả hay không? Đại hiệu quả không? Anh chỉ thưa là không. Nếu em không có sức khỏe, trên bài thi của em là một con số 0. Nên nhớ được này, sức khỏe của chúng ta phải được đảm bảo bằng cách trước đó 2 ngày thi. Ví dụ ngày 22 này thi đúng không? Thì ngày 19 và ngày 20 là em phải, các em phải giảm tải chế độ học của mình lại. Giảm trước một ngày các em học là 12 giờ đồng hồ, thì lần này các em nên học là trong khoảng thời gian là 6 giờ đồng hồ thôi, giảm lại một nửa. Tiếp đến ngày 21, ngày cuối cùng, đó là cái ngày quan trọng nhất. Ví dụ như là em là một người ở Quảng Nam và em đến Bình Định để em thi chẳng hạn. Thì em vui lòng là một ngày đó em hãy bỏ ra thời gian một ngày để em tham quan những cái địa điểm tại Bình Định, những cái danh lam thắng cảnh chẳng hạn. Vừa đi vừa cầm một tờ giấy, ok chưa? Tờ giấy bé bé xíu xíu thôi, ghi lại cái dàn bài, ghi lại cái tiêu đề của cái bài mà chúng ta đã học, ghi lại những công thức. Sau đó bỏ lửm cái công thức đó đi, ví dụ như là M bằng C gì đấy, vâng đấy. Em có thể ghi như thế nào được, nhưng mà em phải chấm để cho chúng ta mường tượng lại trong đầu của chúng ta. Ok không? Ok rồi chứ nữa. Đấy là một điều quan trọng. Trước ngày thi, đừng bao giờ đặt mình vào tình huống khó xử. Đó là buồn ngủ, đó là sức khỏe giảm sút, đó là ăn ít đi, những cái đó không tốt cho chúng ta. Trước ngày thi một ngày 24 giờ, anh khuyên là không học nữa, vứt hết, không học nữa, không ôn gì nữa hết. Kiến thức đã ở trong đầu của em rồi, kiến thức đã ở trong đầu của em rồi, nên đừng ôn thi, đừng dài dột, đừng ôn gì hết, không hết, không ôn gì hết. Đến phòng thi em sẽ với một tâm thế thoải mái, em sẽ tự động em nhớ lại những cái kiến thức mà mình đã học, những kiến thức mà mình đã học chắc chắn rồi. Đấy, ok. Và cái thứ hai, vấn đề thứ hai anh muốn đề cập ngoài vấn đề sức khỏe, đó chính là tài liệu mà em sử dụng ôn thi. Nhiều bạn anh không thể nào hiểu nổi được, ôn thi đại học mà các bạn ấy còn 4 ngày nữa là ôn thi rồi, còn 4 ngày nó lại bước vào cái thi rồi, ngồi vào phòng thi rồi, mà các bạn hãy cầm một cái cuốn sách dày như thế này để mà ngồi mà học. Những cao thủ học được, những người học giỏi, họ không cần phải nhiều kiến thức đến như thế. Họ cần cái tiêu đề thôi, họ cần mường tượng lại thôi, và họ không cần phải cầm một cuốn sách dày như thế, đúng không? Đó là điểm khác biệt.
Em chỉ cần một tờ giấy thôi, em ghi lại những cái công thức, à công thức A, công thức B, công thức C gì đấy, ghi lại cho anh, mường tượng lại, ghi lại dạng toán chẳng hạn đấy. Còn đối với môn văn thì em nên ghi lại dạng bài, ghi lại tiêu đề, rồi từ đó mình mường tượng lại, mình tưởng tượng lại cái nội dung liên quan đến cái tiêu đề đó, ok chưa? Rồi sau đó mình lật sách, lật vở ra, mình đối chiếu xem thử mình mường tượng đúng hay không. Cứ như thế, cứ tiếp tục như thế, ok. Làm ơn làm phước, nghe anh nói đi. Làm ơn làm phước. Tài liệu của em càng mỏng càng tốt. Đừng cho nó dày lên để tâm lý chúng ta đè nặng. Đừng cho nó dày lên để chúng ta không thể nào học thuộc. Chúng ta không thể nào học thuộc một lượng kiến thức khổng lồ trong vòng 3-4 ngày, nhồi nhét nó vào trong đầu. Không đâu các em. Và các em phải biết phân bổ thời gian hợp lý là cái yếu tố thứ hai trong cái mục nhỏ này. Chúng ta không cần phải học nhiều mỗi ngày. Bây giờ là còn là như thế là chúng ta còn 5 ngày nữa là đến ngày thi rồi. Vậy thì một ngày các em, ví dụ như là các em ôn môn toán chẳng hạn, hay môn hóa chẳng hạn, có những công thức, thì mỗi ngày các em bỏ ra là mình ngày thứ nhất mình bỏ ra là mình học, mình ôn 20 cái công thức, 20 cách tính toán, 20 dạng tính toán chẳng hạn. Ngày thứ hai mình cũng ôn 20, ngày thứ ba mình cũng ôn 20, như thế tiếp tục, và đến ngày cuối cùng là không ôn nữa. Ví dụ ngày 22 em thi, ngày 22 em ngồi vào phòng thi, thì ngày 21 em xóa đi, không ôn gì nữa hết. Đừng ôn, ok. Đấy là những cái mà anh muốn nói, những cái thủ thuật. Mà nếu như em bỏ qua những cái vấn đề này thì anh dám đảm bảo là em rớt chắc. Hễ ai mà em thấy là cầm một cuốn sách dày cộp, trong khi cầm một cuốn vở dày cộp, trong khi ngày mai đã là thi rồi, thì người đó anh dám đảm bảo là 50% là sẽ rớt, không đậu, mà cho dù đậu cũng không thể nào thông qua điểm cao được, ok. Đấy là điểm cốt lõi. Còn bây giờ anh sẽ vào những cái điểm mà đáng lưu ý. Ví dụ như là có nhiều bạn hỏi là hệ thống hóa môn tiếng Anh bằng cách nào. Vì thời gian cận kề thì mong thầy cô chỉ em cách hiệu quả đạt môn học này. Thì theo anh nghĩ em cần phải đọc kỹ trong sách giáo khoa, học các mẫu văn phạm cơ bản. Đề thi thì gồm có dấu nhấn, đọc dấu âm S, âm ED v.v. Các từ về gia đình, các từ vựng đấy, thì em cần nắm kỹ các từ vựng trong sách tiếng Anh đấy. Rồi nắm kỹ các mẫu câu, tìm hiểu sự khác nhau của các mẫu câu tiếng Anh. Rồi về phần trả lời câu hỏi thì các em là cần phải bình tĩnh, đọc kỹ từng đoạn văn, kiếm ý trong cái câu hỏi đoạn văn đó. Phần điền từ thì nên là nhìn hai từ kế bên của ô trống mà đề muốn hỏi, để xác định cái loại từ trước và ý của câu văn tiếp theo. Các em phải tự giải đề nhiều để làm quen các dạng đề, và chắc chắn như thế thì các em càng cảm thấy đề dễ hơn. Và cái yếu tố tiếp theo anh muốn nói đây, đó là yếu tố các em giải đề. Ok, anh khuyến cáo các em là trước 3 ngày trước khi thi không nên giải nhiều đề nữa. Người giỏi họ chỉ cần giải đề một đề thôi, hai đề thôi, ba đề, bốn đề, đến 10 đề là hết cỡ chẳng hạn. Nhưng nếu em giải đề nhiều, em không biết đúc kết chạm câu trong cái đề đó, em không biết rút kinh nghiệm được từ cái việc em giải đề, thì việc em giải đề đó trở thành vô ích. Đề nó chỉ kiểm tra năng lực của em, đề nó chỉ kiểm tra kinh nghiệm làm bài tập của em, đề nó chỉ kiểm nó chỉ test thử cái khả năng vận dụng thời gian của em khi mà chúng ta làm bài thi, ok chưa? Cho nên việc chúng ta giải đề trước ngày 3 ngày thi là điều không cần thiết. Lúc đó em chỉ cần học dạng toán, học mẫu câu, học dạng ý đối với môn văn, học mường tượng tiêu đề đối với các môn giáo dục công dân, lịch sử, địa lý. Và trong hai cái bán cầu não của chúng ta, ok chưa? Nó phân là bán cầu liên quan đến âm thanh, trí nhớ là ở bán cầu phải, bán cầu trái liên quan đến logic
hình ảnh. Cho nên anh khuyên rằng là khi mà chúng ta ôn thi ấy, đôi lúc chúng ta cần phải bật nhạc. Nhưng anh khuyến cáo này, bật nhạc là bật nhạc nhẹ, nhạc không lời, không nên bật mấy nhạc có tiếng, mấy nhạc cũng sơ tùng v.v. Không nên, anh khuyên nhé. Nó sẽ phân tán sự tập trung của các em và các em làm bài nó không tốt như chúng ta mong đợi. Ok, chúng ta học mà nó không vào thì tốt nhất là đừng nên học, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái vấn đề tiếp theo nữa đó là việc em giải môn hóa. Đối với môn hóa thì em nên phân ra là hóa hữu cơ và hóa vô cơ. Thì đối với môn hóa em nên nắm vững lý thuyết cái đã, và cho em ôn thi sao cho nó hiệu quả. Nếu đối với môn hóa mà em không nắm vững lý thuyết thì tốt nhất là cái phần bài tập ấy em sẽ làm rất khập khiễng và nó không tốt như muốn các em. Đối với phần sinh học thì em phải nắm toàn bộ cái phần sinh thái học, toàn bộ cái phần bằng chứng tiến hóa, toàn bộ cái phần chọn giống và phương pháp lai và gây đột biến. Ok, đó là điểm sơ qua. Và bây giờ anh vào một cái phần cụ thể mà anh đã chia sẻ lúc trước, đó là đối với môn văn. Đối với môn văn thì em còn phải nắm vững là tác giả này, tác gia này, các tác phẩm tiêu biểu này, trong giai đoạn đấy tác giả thường viết những cái gì này, tác phẩm nó thì đối với thơ thì các em còn phải là hiểu cụ thể từng đoạn thơ. Ok, từng đoạn thơ, nhớ nhá, từng đoạn thơ. Nếu các em không nắm vững điều đó, các em sẽ không hiểu được đoạn thơ đó, và các em dẫn chứng nó rời rạc, không ăn khớp, nó không mạch lạc, văn của em sẽ không đạt được cao. Đối với văn nghị luận thì anh khuyên là nhiều bạn tâm sự với anh là: anh ơi, lập dàn bài nó rất là tốn thời gian, anh hay là bây giờ cứ mường tượng dàn bài ở trong đầu đã, rồi mình viết ra đi. Không em ạ, phải viết dàn bài ra, phải viết dàn ý ra. Nó sẽ tốn các em khoảng thời gian là 10 đến 20 phút là tối đa, nhưng nó sẽ giúp cho các em liệt kê đầy đủ ý, văn người ta chấm theo ý là điều tối quan trọng, câu cú mạch lạc, lỗi chính tả là thứ hai. Do vậy em cần phải lập dàn bài, nhớ nhá, làm ơn làm phước. Nhớ cho anh, ngay việc đầu tiên các em ngồi vào phòng thi là các em cần phải làm bài. Ok chưa? Còn khi em ngồi vào phòng thi, vấn đề thứ ba, em ngồi vào phòng thi thì em làm như thế nào? Ngồi vào phòng thi 15 phút đầu đấy, 15 phút đầu tiên để mà các em chờ người ta điểm danh, người ta phát đề thi ấy, nó rất quan trọng. Vì đó là cái khoảng thời gian mà em cần phải trấn an lại cái tâm lý của mình. Trấn an tâm lý của mình, hãy tự nhắn nhủ với bản thân mình: tôi có thể làm được, tôi chắc chắn làm được, tôi cam kết làm được. Chỉ nhắc như thế thôi, và đừng suy nghĩ lung tung gì hết, để nó phân bố tư tưởng của mình. Ok. Và như chúng ta đã biết rồi, đó là anh khuyên em ấy, nên là trước một ngày thi là nên xóa. Còn nếu mà nếu các em không xóa mà các em chăm học, các em nào muốn học ấy, thì anh khuyên là gì? Học ít thôi, học những cái cơ bản thôi, không nên học những cái phức tạp. Ok, không nên học những cái phức tạp. Anh chia sẻ như vậy, làm những cái đề mà nó tương đối dễ và ôn lại những dạng mà mình thường hay quên, để những dạng toán, những dạng bài mà thường hay quên, để chúng ta nhớ lại hệ thống lại, để chúng ta có được một cái tâm thế tốt khi mà chúng ta vào phòng thi, để chúng ta khi mà chúng ta vào phòng thi chúng ta sẽ chắc như đinh đóng cột là chúng ta có thể làm được, đã chắc chắn làm được, chúng ta cam kết làm được. Ok đấy. Và anh cũng chỉ cho các em một cái mẹo này, không ai chỉ cho các em cái mẹo này,
không ai chỉ cho các em cái mẹo nào hết. Ok, đó là các em phải nhanh tay lẹ mắt. Tao chưa có tiền. Ok, nhanh tay lẹ mắt là tại vì sao? Đây là một kỳ thi tốt nghiệp kết hợp với kỳ thi đại học nữa, cho nên những thầy cô ấy họ đọc tâm lý 12 năm đèn sách rồi, chả lẽ lại bỏ nè, chả lẽ lại bỏ chỉ vì là bắt tài liệu này nọ nè, đúng không? Tao chưa có tiền. Cho nên là các em phải đừng xem tài liệu, đừng mang điện thoại vào phòng thi, nhưng mà các em phải nhanh tay lẹ mắt, không ai chỉ cho em cái này cả. Copy được cứ copy, xem bài bạn được cứ xem, trao đổi được với bạn cứ trao đổi, nhớ nhá. Ok, đó là cái bí quyết, đó là cái bí quyết. Các em làm được cái gì các em cứ làm, miễn làm sao để mà bài mình nó đạt hiệu quả tốt. Đừng sĩ diện bảo là tôi ở lớp tôi học giỏi lắm, tôi phải trung thực với kỳ thi. Không đâu em ạ, em trung thực nhưng điểm em kém, không ai nói với em điều này cả. Em có thể có thêm một điểm nhờ vào việc chúng ta trao đổi, nhờ vào việc chúng ta copy. Tại sao chúng ta không làm, đúng không? Vứt, hãy vứt bỏ, hãy dẹp, gạt sang một bên cái sĩ diện của em, hãy gạt sang một bên cái tư tưởng là gian dối trong kỳ thi. Không ai quan tâm đâu, họ chỉ quan tâm là bài của em như thế nào thôi, bài của em như thế nào thôi. Và nhớ rằng nếu mà các em bị giám thị nhắc nhở một lần rồi thì anh khuyên là đừng tái phạm lần thứ hai. Nếu như các em không muốn nếu em không muốn là đình chỉ thi hoặc là có vấn đề gì đó chúng ta sai sót. Vấn đề thứ ba là vấn đề thứ tư là vấn đề sau khi chúng ta sau khi chúng ta thi anh sẽ chia sẻ cho các em là cách chọn trường, cách chúng ta chọn ngành nghề. Anh xin lỗi, không phải chọn ngành nghề mà chúng ta xét nguyện vọng hai nó như thế nào, cách chúng ta nộp hồ sơ nó như thế nào, cách chúng ta làm việc nó như thế nào đối với cái kết quả thi của mình. Và anh còn sẽ chia sẻ cho các em nhiều vấn đề hơn nữa, ví dụ vấn đề ngay năm nhất các em cần phải chuẩn bị điều gì, ngay năm nhất các em cần phải chọn cái việc làm thêm nó như thế nào để nó phục vụ cho ngành nghề của mình. Và buổi chia sẻ của anh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và anh sẽ chia sẻ tiếp cái phần sau đại học, tức là anh sẽ chia sẻ là cách chúng ta là chọn việc làm thêm ở giảng đường đại học như thế nào, chúng ta học đại học như thế nào cho nó tốt, chúng ta chọn phòng trọ như thế nào. Cái đó anh sẽ chia sẻ ở một cái video tiếp theo. Và xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở cái video tiếp theo.